Rồi, chào tất cả anh em đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Đó, nay quay cho anh em xem cây đang sửa cây Mỹ Hồng nè. Đó, đây Mỹ Hồng nha anh em. Cây này sửa thành phẩm rồi nè. Quay cho anh em xem vui nha. Đó. Mới hiện những cây này sửa xong có giao lưu luôn nha anh em. Đó, Mỹ Hồng này sửa xong giao lưu nha nha. Một thân một cốt hết nè. Đó, sửa cái tàn cứng ngắt luôn. Này ra bông là chơi thôi nha anh em. Đó, cây này hoành chắc tầm 20. Đó, một thân một cốt đế đẹp luôn. Đó, đa số cái bầy này đế đẹp hết nha. Mỹ Hồng tàn dù. Đó, tàn này ra bông một cái là khỏi phải chê đâu được luôn nha anh em. Đó, anh em có nhu cầu thì alo trực tiếp số điện thoại em nha, 0979 582 872. Đó, sửa xong là cái tàn kính mít luôn. Đó, tí em quay cái anh thợ đang sửa cho anh em xem nha. Đó, anh thợ chuyên sửa Mỹ Hồng, Mỹ Cam, Mỹ Vàng gì đều được hết nha. Đó, sửa xong là đặt kẹo như thế này, tàn ra cực kỳ đẹp luôn. Đó, này một thân một cốt hết nha anh em. Đó, đang bứng vô làm lần lần. Đó, này là em cầm hơn hơn nè, còn hở luôn nè. Này tầm 20. Đó, 20 luôn. Đó, bóp vô còn hở nha. Đó, đế đẹp luôn. Đó, này làm bán từ từ nha anh em. Đó, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp số tụi mình nha. Đó, đây. Đó, anh thợ của em nè, đang làm nè. Đó, chuyên làm như vậy luôn nha anh em. Đó, chuyên làm như thế này luôn nha. Đây ảnh làm là xuất sắc nhất luôn á. Đó, cây bên kia rồi đó, cây bên kia cũng là ảnh làm luôn nha anh em. Quá trời luôn, quay cây này luôn cho anh em xem nè, cực kỳ luôn. Đó, làm xong là cực kỳ đẹp nha. Đó. Đó, tất cả cây Mỹ Hồng này đều có giao lưu hết luôn nha anh em. Đó. Đó, cây đó mai mốt nó sổ bông nó sẽ như cây này nè. Đó, cực kỳ đẹp. Mỹ Hồng, cây này cũng một cốt luôn nha. Cây này có giao lưu luôn nha anh em. Đó, đế củ đế thì khỏi phải lo. Đó, cây này tầm hoành chắc tầm ba mấy. Đó, anh em nào có nhu cầu mua cây nào thì cứ alo em. Đó, đây anh thợ đang làm luôn. Quay cận cảnh đang làm luôn cho anh em xem nè. Mỹ Hồng. Ồ, sáng giờ được ô ba cây rồi. Đó, đây nữa nha anh em. Đó, làm được 3 cây rồi, sáng giờ không biết làm được mấy cây mà giờ được 3 cây rồi đó. Này là đợi vô chậu đẹp và đợi ra bông là chơi thôi nha anh em. Đó, một thân một cốt hết nha. Đây, một thân một cốt. Quá trời luôn. Đó, tàn tròn quay hết luôn. Đó, đang làm cây này tiếp. Đó, chuyên nghiệp luôn nha anh em. Đó, anh thợ này là chuyên làm cái này luôn, cực kỳ đẹp. Đó, này ra bông sổ một cái ra bông là thôi tuyệt vời. Đó, anh em nào có nhu cầu chơi hàng này thì alo trực tiếp số điện thoại em nha, 0979582872. Đó, anh em có nhu cầu mua cây giống gì vào kênh của em xem nha. Bonsai Tiền Giang, bonsai TG nha anh em. TG là viết tắt của Tiền Giang, em ở Cà Lậy Tiền Giang. Có Mỹ Cam đó nè. Ủa, này là Mỹ Vàng. Này Mỹ Vàng. Anh em xem thấy hay cho em một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Thợ chuyên nghiệp. Đây, đèn cột dây. Cho lên YouTube nha anh em, cho anh thợ lên nha. Anh em nào có nhu cầu muốn anh sửa thì liên hệ em cho số điện thoại. Đó. Ba cây, em sửa ba cây. Cái này là cây thứ tư. Đó, làm từ từ. Đó. Lô này mấy trăm cây lận nha anh em. Nó sửa xong mai mốt nó sẽ giống như cây phía trước. Cây đó sửa mấy tháng rồi. Rồi, anh em có nhu cầu chơi hàng này thì alo em nha. Mỹ Hồng nha anh em. Một thân một cốt đế đẹp luôn. Đó, tùy theo cây mà giá nó khác nhau nha.
Rồi, chào tất cả anh em nha.